trong phim các bạn sẽ thấy được là cái cảnh nghĩa địa xuất hiện trong phim Lý Hải rất là nhiều lần. Chính vì đó mà Lý Hải phải chọn một cái nghĩa địa nào quay, cái nhất là nó rùng rợn nhưng mà nó phải đẹp. Cái quan trọng nữa là diễn viên mình có thể diễn xuất mà cảm thấy là rất là thoải mái mà không có bị áp lực. Tại cái bối cảnh này ở trong rừng, bắt buộc Lý Hải phải đi tìm những cái nghĩa địa nào liên quan tới ở trong rừng sâu. Thì trong rừng sâu rất có hiếm có cái nghĩa địa lớn to hoặc là đẹp. Cuối cùng là quyết định tự thiết kế. Thiết kế cái nghĩa địa này, Lý Hải không muốn là cái nghĩa địa này không giống bất cứ một cái phim nào khác, nhưng vẫn mang tính là nghĩa địa của Việt Nam.